Người đàn ông này đã dùng 6 năm trời để dùng 300 cây gỗ thông 50 năm tuổi, mỗi cây đều cao hơn 40 mét. Anh muốn chính tay dựng nhà cho cô con gái mới chào đời. Hôm nay khá thuận lợi, vừa ra cửa đã nhặt được một gốc cây. Cái gốc cây phải hàng trăm năm tuổi, làm vật dụng trong nhà thì quá hợp lý. Anh nhìn xung quanh không thấy ai, vội lái xe kéo của mình đến. Anh tìm dây sắt buộc nó vào rồi kéo về nhà trong đêm tối. Hôm sau đã nhìn thấy bóng lưng của anh. Em vợ không đến giúp. Việc nặng nhất là hôm nay phải đặt xà gỗ 500kg vào móng nhà để cố định. Mà anh chỉ có một mình, hôm nay sẽ là một ngày cực nhọc rồi. Anh ấy là một người cần cù chăm chỉ. Để tiết kiệm tiền mua sữa cho con, nên anh không thuê nhân công. Để phòng xà ngang sẽ xuống, anh dùng miếng gỗ mỏng hơn chống đỡ, cố định hệ thống dòng dọc trên xà, đầu bên kia thì buộc chặt khúc gỗ. Anh chậm chậm kéo dây, khúc gỗ cả trăm ký nhẹ nhàng được dựng lên. Hệ thống dòng dọc này được anh nắm trong lòng bàn tay. Đã thử nghiệm hôm trước, lắp đặt cột dọc bên phải cũng dễ dàng hơn. Anh đang buộc dây bên trên để điều chỉnh khoảng cách. Trông anh làm có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mỗi một chi tiết lại rất chặt chẽ cẩn thận. Chắc chắn khó mà tin nổi, căn nhà này là do một mình anh dùng dòng dọc và dây zip để hoàn thành từng chút một. Bê cột gỗ to thế này lên nóc nhà rất khó khăn, thế nhưng hiện giờ anh vẫn không thể thả lỏng. Đây là cột trụ chống của mái hiên tầng 2, tiến độ còn chưa đạt được 1/3. Đây là một công trình vô cùng mất sức và kỳ công. Căn nhà này đối với anh mang ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Anh nói ra lời thổ lộ trong lòng trước ống quay. Lúc anh mới kết hôn chẳng có gì trong tay, nhưng vợ và người nhà cô ấy lại không hề chế anh. Còn trẻ nên có thể dễ dàng nay đây mai đó trong mấy năm, cho đến khi có con trai đầu mới nhận ra mình cần phải có một mái nhà ấm áp. Dần dần anh bắt đầu ý thức được cho nên mới dựng căn nhà này để cả nhà sống hạnh phúc bên nhau. Đây sẽ là việc có ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời anh. Mấy ngày sau, anh gọi em vợ đến giúp. Do lần trước một mình chật vật bận rộn lại toàn những việc nặng từ sáng đến tối nên anh đã nghỉ ngơi vài hôm. Hôm nay em vợ được anh nhờ việc rất cụ thể. Tiếp tới sẽ là thời gian anh ấy không nói nổi một lời, sẽ rất nặng nhọc đây. Lúc lắp khung nóc nhà tam giác, họ áp dụng cách đơn giản mà thô bạo. Dùng máy kéo, kéo cái giá lên trên, nhân công không đủ thì gọi thêm bố vợ, người nhà cũng không lo tốn tiền. Đến lúc phải dựng cái giá tam giác này lên, anh lại dùng dòng dọc và đòn bẩy dựng một cặp gỗ thẳng đứng. Tài nguyên thiên nhiên của họ thực sự phong phú, tất cả đều là gỗ chất lượng cao. Cưa rãnh cái xà là có thể thông báo cho bố vợ khởi động máy kéo. Cố định giá tam giác xong là có thể tháo đòn bẩy ra. Căn nhà nhỏ góc dưới bên trái là chỗ ở tạm thời của anh hiện giờ. Có điều rất nhanh thôi, anh sẽ có một căn nhà mới to hơn. Tuy vẫn còn phải xây dựng nền móng cơ bản, cửa sổ, cầu thang, trang trí trong ngoài, con đường sắp tới còn rất dài, nhưng anh không hề cảm thấy mệt mỏi. Anh hy vọng cô con gái sắp ra đời có thể chạy nhảy ở mảnh đất rộng lớn này. Mới bắt đầu, anh nếm đủ mùi vị tình người. Những người bạn bình thường hay xưng anh em, giờ đây ai cũng muốn tránh mặt anh. Không có tiền nên anh không thuê người làm. Việc chuyển những cặp gỗ lên nóc nhà này, một mình anh phải đi lại lại rất nhiều lần mới có thể làm xong. Ngày vợ sinh sắp đến, bố vợ không nỡ để con gái chịu khổ, nên đã gọi con trai đến giúp anh dựng nhà. Thế là họ đã tạo nên một đội nhân công dựng nhà nghiệp dư. Anh ấy và em vợ chuyển cặp gỗ, bố vợ chịu trách nhiệm lái máy kéo, kéo dây thừng. Thật khó tưởng tượng mấy cái giá tam giác này là do một ông già kéo lên. Làm xong nóc nhà cũng mất đến 3 năm, tính từ lúc khởi công. Đây là con gái nhỏ của anh, cô bé thật đáng yêu. Đáng tiếc lớn như vậy rồi vẫn chưa được ở căn nhà hoàn chỉnh. Cả nhà ở bên nhau thì có khổ, có mệt đến mấy cũng chẳng thấm vào đâu. Đây chính là động lực giúp anh vượt qua bao năm vất vả qua. Trong mắt đứa bé, ông bố ấy như siêu nhân vậy, không gì là không làm được. Cái cọc đặt xuyên nóc nhà này ít nhất cũng phải cần vài người hợp sức mới kéo lên nổi. Nhưng anh không muốn thuê công nhân nên vẫn chỉ dùng dòng dọc và đòn bẩy. Đây đều là chuyện nhỏ. Không
căn nhà đã hoàn thành rồi. Để dựng những thân gỗ thành căn nhà to lớn như hiện giờ, anh đã mất 3 năm ròng rã, dùng dòng dọc và dây zip cùng chiếc xe kéo để làm mọi việc. Vợ anh cũng rất thương vì sự hy sinh của chồng. Lúc rảnh sẽ dẫn con gái đến thăm anh. Hai người nói cười cười, sau đó anh bế vợ đi tham quan căn nhà mới còn chưa hoàn thành của họ. Căn nhà cất nóc, vợ anh thường dẫn con đến làm cùng anh. Cô bé cũng học theo, giúp bố chuyển đồ vật. Cả nhà làm việc vui vẻ bên nhau. Có lẽ đây chính là ý nghĩa để đàn ông phấn đấu. Hôm nay, đội xây nhà lại xuất phát, có thêm 2 tân binh gia nhập, mỗi tiến độ đều kết thúc trước dự tính. Nóc nhà phủ một lớp gỗ dẹt rồi cố định giấy dầu lên trên. Nhìn từ dưới lên trên, nhìn tỷ lệ căn nhà với thân hình anh là biết, không gian bên trong có thể khiến gia đình 4 người nhà họ sống thoải mái. Mặt trời xuống núi phải mở đèn máy kéo lên, vì vẫn chưa lát giấy dầu xong nên anh phải đặt gỗ lên trên để giữ. Nghe nói phương Tây không tăng ca, nhưng để nhanh có một căn nhà ấm áp, anh vẫn cố làm thêm chút nữa. Nghĩ tầm 2 năm nữa là có thể chuyển vào ở, anh làm càng nhanh hơn. Chỉ vì một gia đình nhỏ có thể ở trong căn nhà gỗ chính tay mình dựng lên thôi mà, không ngờ khởi công 5 năm vẫn chưa làm xong cái cửa. Nháy mắt lại thêm một mùa đông, anh cố gắng tăng tốc. Kiến trúc này cũng rất đặc biệt rồi. Anh ấy đang làm một cánh cửa có 102, chỉ là một cái cửa ra vào mà dùng những 4 miếng gỗ, ở giữa lắp thêm bàn lề để làm khóa. Khoảng trống được lấp đầy bông giữ nhiệt, độ dày này đã vượt cả cửa phòng trộm rồi. Để bền chặt hơn nữa, anh lắp thêm một tầng gỗ hai bên. Sau khi điều chỉnh kích thước, anh lắp tiếp 3 cái bản lề to. Phòng hộ kiên cố thế này thì ở bên trong không cần lo sợ gì nữa. Bên ngoài quét một lớp vách nhì, một chiếc cửa gỗ tinh xảo đã ra đời. Ngày tuyết rơi cũng không phải lo sẽ ngừng việc. Anh có thể ở trong nhà làm việc, để có khả năng cách âm và giữ ấm tốt hơn, anh lót thêm rất nhiều bông giữ nhiệt dưới sàn nhà và xung quanh cửa sổ. Trước khi vào ở phải mài nhẵn tất cả mặt gỗ một lượt, lần này anh lại gọi em vợ đến giúp. Công việc mài gỗ của hai người cũng hoàn thành, tất cả quá trình đều thuận lợi. Mặt sàn sau khi được đánh bóng thì vô cùng sạch sẽ và sáng bóng. Trần nhà trước mắt chỉ có một lớp gỗ, nên để tăng khả năng cách âm và giữ nhiệt, anh cần phải lắp thêm một lớp nữa, ở giữa luồn trước đường dây điện. Nhìn từ góc này mới cảm nhận được độ sâu của tầng 2, thế nào cũng có người nghĩ chất lượng nhà anh xây không ổn. Vậy thì cho các bạn mở mang tầm mắt nhé. Anh lại đón thêm một mùa xuân, đây là năm thứ 6 kể từ khi khởi công, nóc nhà vẫn chưa lát ngói, cần phải dựng khung trước đã. Ngói này khá khác với ngói bình thường, hình như là tôn, chất liệu là kim loại, chỉ cần đặt lên mặt nóc rồi cố định là xong. Anh dùng 6 năm để xây nhà thì bên ngoài không thể trang trí qua loa được, anh cưa rất nhiều gỗ, trang trí lại bên ngoài cửa sổ, tất cả đều dùng gỗ tốt cả, mỗi cây gỗ chỉ lấy phần giữa. Tiếp theo, anh trang trí bên trong nhà, tạo một căn phòng xinh xắn đặc biệt cho con gái. Cũng đã đến lúc căn nhà gỗ của anh được cất nóc, anh sẽ trang trí ngôi nhà theo phong cách gì đây? Trước mắt tầng 1 vẫn chưa có cửa sổ. Để nhà đón ánh sáng và thông gió tốt hơn, anh dùng cưa làm 3 cái cửa sổ. Cần cửa ra vào một cái, tường bên cạnh 2 cái. Vì cửa sổ là đi mua nên kích cỡ không vừa vặn cho lắm. Miệng rộng thì cưa tiếp, miệng nhỏ thì lắp thêm gỗ. Cuối cùng trông vẫn khá ổn áp. Thời gian tới, lúc thì anh làm tầng 1, lúc thì làm tầng 2, gần đến lúc hoàn thành rồi, phải cố gắng lên. Không ai nghĩ được cái gốc cây này sẽ làm được ra cái gì, chắc không có ai muốn lấy nó về trang trí như anh. Anh mài nhẵn bề mặt gốc cây, rồi đặt một tấm kính lên trên, xung quanh lắp khung gỗ, bên dưới dùng gỗ chống đỡ. Bạn nhìn ra anh ấy muốn làm thành cái gì không? Anh lại mài thêm vài miếng gỗ nữa, cắt các hình dạng khác nhau, phun một lớp vách ni lên là dùng được rồi. Phần lan can thì dùng các vật liệu đơn giản, lang thang nhặt vài cành cây chẳng ai thèm, mài nhẵn mặt ngoài là trang trí được đủ kiểu. Tầng trên dựng một căn gác xếp cho con gái, độ cao này trước mắt cho trẻ con ở vẫn được, tầng 2 bên dưới thiết kế 2 phòng. Chưa làm xong tầng 2 đã đến Giáng sinh rồi, anh ngừng tay, làm một người cha tốt trước đã. Anh sẽ tạo ra những kỷ niệm tươi đẹp cho các con. Tôi tin đây là cảnh vô số người cảm thấy ấm áp.
Tuy căn nhà chưa hoàn thành hết, nhưng gia đình anh vẫn có thể trải qua đêm Giáng sinh vui vẻ trong căn nhà mới. Có lẽ đây chính là ý nghĩa để anh phấn đấu. Đến khoảnh khắc này, 6 năm qua có khổ, có mệt hơn nữa cũng chẳng đáng là gì. Anh vẫn cần hoàn thiện bên trong căn nhà, đợi anh thiết kế xong, tôi sẽ kể nốt với mọi người. Chúng ta cùng chứng kiến thành quả 6 năm của anh ấy nhé. Được rồi, nếu bạn thấy video này hữu ích thì nhớ nhấn like và theo dõi kênh để đón chờ những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.